Nếu như MC Mai Ngọc đã quá quen thuộc với công chúng thì chồng cũ của cô đến doanh nhân Nam Lê lại khá kín tiếng. Theo một số thông tin ít ỏi thì Nam Lê sinh năm 1987, từng học ngành quản trị khách sạn tại trường CC Hotel mân Si Cung Thụy Sĩ và về Việt Nam sinh sống sau khi tốt nghiệp. Được biết ngành học này được Nam Lê lựa chọn theo truyền thống kinh doanh của gia đình. Anh là con trai gia đình sở hữu công ty tổ chức sự kiện và chủ chuỗi nhà hàng buffet nổi tiếng ở Hà Nội. Sau chỉ năm yêu nhau, cả hai chính thức có đám cưới hoành tráng vào năm 2016 do chính công ty nhà chồng Mai Ngọc thực hiện. Mai Ngọc từng tiết lộ chồng cũ có tính cách hài hước, không thích chụp ảnh cho vợ cũng không muốn chụp cùng mà chỉ thích chiêu chọc và đám những bức ảnh sống ao của cô. Hiện nguyên nhân dẫn đến tan vợ chưa được cả hai tiết lộ, Mai Ngọc chỉ cho biết ở tuổi 34, Ngọc nghĩ đã đến lúc mình xứng đáng có cuộc sống mới vui vẻ và an yên.